xin chào tất cả các khách hàng của DK đang theo dõi live stream này ạ. Và ngày hôm nay thì tôi đang có mặt ở tại khu kỹ thuật laser của DK Eyebrow tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và chuyên gia của chúng tôi thì vừa thực hiện xong một ca laser môi cho một chị khách hàng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện một lát nhé. Dạ em chào chị. Vâng, chị ơi, chị cho em hỏi thăm là mình vừa mới trải nghiệm xong cái lịch dịch laser môi tại DK thì không biết là chị có cảm thấy đau rát hay khó chịu gì không hả chị? Em chỉ là hơi chân thi ạ. Vâng, theo như em vừa biết là chị còn vừa hỏi lại chuyên gia là đã làm laser môi chưa. Mình cũng không biết là đã xong rồi đúng không ạ, vì quá trình nó diễn ra rất là nhanh. Và theo như em được biết thì mình sẽ thực hiện laser lông mày đúng không ạ? Thì cho em hỏi thăm là lông mày và môi của mình làm được bao nhiêu lâu rồi hả chị? Một năm ạ. Vâng, và bây giờ em xin mời chuyên gia thực hiện cái quá trình laser lông mày cho chị khách hàng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Thế nếu như mà các chị em thường xuyên theo dõi DK ở trên fanpage thì để biết được là DK thì đang sở hữu một công nghệ đó là siêu laser Picomax. Với cái công nghệ này thì như chúng ta có thể thấy thì là một cái công nghệ đang là công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới rồi. Và khi tia laser tác động lên bề mặt thì chỉ tác động hút mực thôi. Ngoài ra thì cái vùng da của chúng ta thì không hề bị ảnh hưởng. Nó không hề có cái dấu hiệu bong chóc chảy máu hay nó không quá là đáng sợ như là những cái gì mà các chị em thường hay tưởng tượng và lo lắng. Tại vì là có thể là chúng ta đã tham khảo những công nghệ laser ở rất nhiều nơi rồi, nhưng tuy nhiên thì cái kết quả nó không được như mong muốn, nó sẽ làm tổn thương da này với công nghệ cũ. Nhưng với công nghệ laser Picomax ở tại DK thì các chị em hoàn toàn yên tâm nhá. Chị ơi, laser môi với laser mày chị có thấy khác nhau nhiều không? Chị có đau không? Vâng, nhưng mà đặc biệt thì với những chị em nào mà sợ đau thì chúng ta đừng lo. Vì là thứ nhất là trước khi làm, chuyên gia của chúng tôi đã ủ tê cho các chị em trong vòng 30 phút rồi. Và cái quá trình laser nó diễn ra rất là nhanh. Như mọi người có thể thấy đấy, thì chưa đầy một phút thì đã hoàn thiện xong cái quá trình laser rồi. Và hiện tại thì dịch vụ laser của chúng tôi đang có chương trình giảm 40% cho dịch vụ laser mày, laser môi, laser mí và laser nhũ hoa nhé mọi người nhé. Các chị em hãy gửi ngay cái tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được áp dụng tại DK ạ.